con xin chào các bạn nha. Hôm nay mình quay chia sẻ các bạn một cái con máy xe tài. Máy xe tài bông mít tự. Chạy dây xích mắc dây xích 100. Dây xích 100 nha mọi người. Đặt cái con máy Isuzu 3110. Đặt máy ngang chứ không đặt không phải máy chui nha mọi người. Đặt máy ngang luôn. Cái này là chủ người ta kêu thiết kế đặt cái máy ngang cũng đỡ tốn với cái phần cái khâu mà máy chui nó nhiều qua cái hộp sò nữa, đỡ tốn khâu đó nữa. À, cái này là chủ máy kêu đặt là họ tiện rồi đó. Bởi vì ví dụ giờ mình đặt cái máy chui á thì nó qua một cái hộp sò rồi nó mới vô cái dàn sới và dàn đùi chạy. Còn xài cái máy ngang này á, là cái máy ngang này là chỉ dây cu ro bắt vô cái ba da nồi, cái nồi thôi, ba da là nó chạy luôn dây cu ro. Này kiểu là thiết kế kiểu theo ý thích của nhu cầu của khách nha. Cái con máy này chỉ kim máy 3110 giờ đó mấy anh thợ nó gắp cái này và định cái nền máy vô và hoàn thiện những cái khâu cuối cùng là như vô dây trên nè, vô bánh lồng nè. Và sơn hết đóng logo nó là xong nha. Để mình quay cho bạn xem cái con máy Isuzu nè, máy 3. Cái đời máy Isuzu này nó thiết kế ngộ quá. Theo đúng ra thì cái bộ e nằm bên kia mới phải, bộ gió à, cái này nó nằm lại, nó nằm chung một cái nó chung với cái bộ lửa luôn. Cái bộ e nằm trên, cái bộ lửa nằm dưới nè. Trên con máy cày Isuzu 3110 á, là với cái dàn máy cày Isuzu 3110 máy nghi đĩa đó các bạn. Lấy cái đầu máy là lên xuống rồi đóng lại cái dàn sới tay. Đây là cái cách nước lượng cái nước nước gió. Còn ở đây là ba cái bếp nè, con heo dầu, heo dầu qua bếp này, cái này còn đây là xài cái đùi của số liên hợp các bạn, đùi liên hợp máy liên hợp á, xài cho cái máy cái tay này. Còn đây là cái bơm nhớt, các bạn thấy lực đó, cái bơm nhớt là nhật thấy lực. Đây là cốt trắng, là cái cốt này là nó chịu cái dàn sao này ngồi lái luôn. Còn đó là các bạn thấy lực. Đây là cái bình để cái bình đề, mà cái bình đề còn kia là cái bình nước uống đá. Giờ cũng đang đương đấu dây điện vô đấu bình, đấu qua máy luôn các bạn, qua máy đang đề dây luôn. Ở đó là đang câu đèn đó mà. Rồi ca sĩ Nam Bon cũng xin chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Mình cũng kết thúc video đây. Hẹn lại video sau. Bye bye.